Công ty cổ phần xây dựng Đại Phúc tuyển lái xe đầu kéo, lương khủng tại Hà Tĩnh và Quảng Bình. Công ty cổ phần xây dựng Đại Phúc được thành lập ngày 18 tháng 2 năm 2003 theo giấy phép kinh doanh số 0700212306, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam. Trải qua chặng đường 13 năm hình thành và phát triển, công ty cổ phần xây dựng Đại Phúc đã, đang và ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực thi công công trình, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng trên phạm vi của cả nước. Bên cạnh đội ngũ cán bộ công nhân viên, kỹ thuật viên trên 300 người, trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, năng động và sáng tạo, công ty vẫn không ngừng phát triển nhiều chính sách thu hút nhân tài, thực hiện nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn dành cho cán bộ công nhân viên. Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, Tổng công ty cổ phần xây dựng Đại Phúc đang không ngừng đổi mới, nâng cao hệ thống máy móc trang thiết bị, nhân lực, vật lực, tiếp tục đưa thương hiệu, uy tín, hình ảnh của công ty lên tầm cao mới, khẳng định vị thế trên phạm vi cả nước và khu vực. Mô tả về công việc, lái xe ô tô tải đầu kéo rơ móc tự đổ, thực hiện vận chuyển vật liệu xây dựng cho công ty cổ phần xây dựng Đại Phúc tại các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Yêu cầu chung, có bằng lái xe FC trở lên, chăm chỉ, siêng năng, cần cù, chịu khó. Lái xe cẩn thận, có thể sửa chữa những hỏng hóc nhỏ. Nhiệt tình trong công việc, khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc lớn. Quyền lợi được hưởng khi làm việc, mức thu nhập hấp dẫn, dao động từ 10 đến 20 triệu đồng một tháng, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước, của công ty, được hưởng các chính sách đãi ngộ theo quy định của công ty. Công ty bao ăn, bao ở tại ký túc xá, có phòng tiện nghi điều hòa, nóng lạnh đầy đủ. Yêu cầu về hồ sơ khi xin việc. Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương, bản công chứng các bằng cấp, chứng chỉ có liên quan, bản sao hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, giấy khám sức khỏe. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty cổ phần xây dựng Đại Phúc, địa chỉ đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Điện thoại liên hệ 0226 3851 369 hoặc 0226 3851 302, gặp phòng nhân sự. Việc làm Nam Bộ rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong quá trình tìm việc. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi những tin tức tuyển dụng được cập nhật mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn.